Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích bức tranh số 5 trong đề thi số 8 trong loạt chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày nhé. Và hãy cùng nhìn lên màn hình, mình đã gắn kèm bức tranh số 5 ở đây rồi. Khi đi thi TOEIC các bạn sẽ gặp những bức tranh tương tự như thế này. Và với mỗi bức tranh các bạn sẽ được nghe kèm theo 4 đáp án A, B, C, D. Và nhiệm vụ của các bạn là phải nghe hiểu và chọn ra câu mô tả chính xác nhất về bức tranh và chọn làm đáp án đúng. Và làm thế nào để làm được hiệu quả phần này? Thì hãy lấy bức tranh số 5 ngày hôm nay làm ví dụ nhé. Đây là một trận bức tranh rất là điển hình trong đề thi TOEIC. Và trong bức tranh này thì không có hình, không có người. Và làm thế nào để có thể làm những loại bức tranh như thế này trong đề thi một cách hiệu quả? Thì các bạn chú ý là với những bức tranh có người thì thường rất là dễ dự đoán xem là đáp án đúng sẽ mô tả về điều gì. Tuy nhiên với những bức tranh không người thì thông thường chỉ có đồ vật, họ sẽ mô tả về vị trí, trạng thái của các đồ vật trong đó. Và họ có thể mô tả một cái điều gì đấy bất kỳ. Tuy nhiên thường cũng mô tả những cái rất là trực quan trong bức tranh thôi. Và thường là phần này các bạn phải có khả năng nghe hiểu được các đáp án thì mới chọn được câu đúng. Vậy nên bây giờ chúng ta cùng nghe lại các đáp án và cùng mình phân tích xem đâu là đáp án đúng, đồng thời củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp nhé. Và đầu tiên, đáp án A. A. A clock has been left on the ground. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là A clock has been left on the ground, là một chiếc đồng hồ đã được đặt ở trên mặt đất. Tuy nhiên mình không thấy chiếc đồng hồ nào đặt trên mặt đất mà chỉ thấy một chiếc đồng hồ được gắn trên tường ở trong góc của bức tranh thôi. Nên mình loại đây là đáp án sai. Tuy vậy chúng ta cùng học các từ vựng mới để chuẩn bị cho đề thi kế tiếp. Từ đầu tiên, một cái đồng hồ là A clock. Again, A clock. Động từ đặt để nó ở đâu, mình có thể dùng động từ leave. Tuy nhiên ở đây được dùng ở dạng bị động nên nó được chuyển về quá khứ phân từ 2 và cả cụm được dùng là be left. Đây là dạng bị động nhé, các bạn chú ý. Be left. Và đây thì dùng hiện tại hoàn thành nên cả cụm trong bài được dùng là a clock has been left. Dạng này được dùng rất phổ biến trong đề thi TOEIC nên các bạn chú ý nhé. Tiếp theo ở trên mặt đất, on the ground. Từ chỉ mặt đất là ground. Và cả câu của chúng ta, a clock has been left on the ground. Dạng bị động ở thì hiện tại hoàn thành để mô tả trạng thái vật là một trong những dạng ngữ pháp phổ biến nhất trong phần thi của đề phần 1. Các bạn nói lại cùng mình nhé. Say it again. A clock has been left on the ground. Very good. Và tiếp theo, đáp án B. B. Some cabinets are being painted. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là some cabinets are being painted, là một vài cái tủ hồ sơ thì đang được sơn. Tuy nhiên mình không thấy ai đang sơn cái tủ nào đây cả nên mình loại và đây là đáp án sai. Tuy vậy chúng ta cùng học từ vựng mới nhé. Một vài cái tủ hồ sơ ở đây là some cabinets. Từ chỉ cái tủ mình có thể dùng là cái tủ đựng đồ, tủ chứa, hoặc từ có thể dùng đựng hồ sơ, cabinet. Đây là dạng số ít. Trong bài dùng dạng số nhiều là cabinets và cả cụm là some cabinets. Tiếp theo, động từ chính ở đây được dùng là động từ sơn. Sơn là paint. Again, paint. Tuy nhiên đây lại được dùng ở dạng bị động. Các bạn nhớ nhé, dạng bị động được dùng rất phổ biến trong đề thi TOEIC. Paint được chuyển về quá khứ phân từ 2, painted. Và có động từ to be đằng trước, be painted, là được sơn. Tuy nhiên câu này được dùng ở thì tiếp diễn nên cả câu là some cabinets are being painted. Be được chuyển thành being thì chỉ là đang tiếp diễn ạ. Mình cùng nói lại cả câu là some cabinets are being painted. Very good. Và tiếp tục chúng ta đến với đáp án C. C. Several brooms have been placed next to a plastic bin. Câu vừa rồi các bạn được nghe là several brooms have been placed next to a plastic bin, là một vài cái chổi được đặt bên cạnh một cái thùng nhựa. Và đúng là trong bức tranh mình nhìn thấy một vài cái chổi và cạnh đó thì có một cái thùng nhựa. Nên đây là đáp án đúng, mình sẽ chọn. Và ở đây thì có một số từ mới được dùng khá nhiều trong đề thi mà các bạn cần phải ghi nhớ. Hãy lấy giấy bút ra và ghi lại nhé. Đầu tiên, một vài cái chổi được dùng ở đây là several brooms. Thì đầu tiên, từ chỉ cái chổi ở đây được dùng là broom. Đây là từ rất là phổ biến nhé và cũng xuất hiện nhiều trong TOEIC. Say it again, broom. Dạng số nhiều, brooms. Again, brooms. Và một vài, người ta có thể dùng some. Hoặc là trong trường hợp này giống several. Từ này cũng được dùng nhiều trong TOEIC. Say it again. Several. Cả cụm several brooms. Đã được đặt, động từ đặt để ở đâu đấy thì dùng từ place.
Từ này vừa có nghĩa danh từ và vừa có nghĩa động từ nhé. Nghĩa danh từ là nơi, chốn, chỗ, và động từ đây nghĩa là đặt để. Nhưng ở đây nó lại được dùng ở dạng bị động và chuyển thành be placed. Nghĩa là động từ được chuyển về quá khứ phân thứ hai và có động từ to be đằng trước để chỉ dạng bị động. Và cả câu được dùng là several brooms have been placed. Các bạn chú ý nhé, bị động ở thì hiện tại hoàn thành. Cạnh một cái thùng nhựa, next to là cạnh. Again, next to một cái thùng nhựa, a plastic bin. Cái thùng, thùng chứa, bin. Again, bin. Cái thùng nhựa, nhựa thì là plastic. Again, plastic. Cả cụm chỉ một cái thùng nhựa là a plastic bin. Và cả câu của chúng ta là several brooms have been placed next to a plastic bin. Đây là đáp án chính xác. Và chú ý là có một số từ vựng mới có thể các bạn chưa biết. Các bạn hãy ghi lại và học nhé. Bởi vì đây đều là những từ thông dụng được dùng nhiều trong TOEIC. Say it again. Several brooms have been placed next to a plastic bin. Very good. Và khi đáp án C đã đúng rồi thì D sẽ sai. Và thông thường khi nghe được đến đáp án đúng thì mình sẽ không còn nghe tiếp nữa để đầu mình được thả lỏng và thư giãn chuẩn bị cho câu tiếp theo. Nhưng đó là khi đi thi, còn khi học thì chúng ta sẽ phân tích và nghe hết các đáp án để luyện khả năng nghe cũng như củng cố từ vựng của ngữ pháp nhé. Nên chúng ta cùng nghe lại đáp án D. D. Boxes are being loaded onto a truck. Câu vừa rồi là boxes are being loaded onto a truck. Là những cái hộp đang được chất lên trên xe tải. Tuy nhiên mình không thấy ai đang chất đồ, chất hộp nào lên xe tải cả, nên mình loại đáp án này. Và đây chúng ta có một số từ vựng. Từ chỉ cái hộp là box, chuyển sang dạng số nhiều, boxes. Again, boxes. Tức là động từ chất hàng lên, đưa hàng lên trên xe, mình có động từ load. Again, load. Và một lần nữa câu này lại được dùng ở dạng bị động, nên nó được dùng cả cụm với động từ là be loaded. Động từ chuyển về quá khứ phân thứ hai, load thành loaded. Và có động từ to be ở đằng trước. Và một lần nữa nó được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Nên câu được dùng là boxes are being loaded. Các bạn chú ý nhé. Lên trên một cái xe tải. Lên trên dùng từ onto. Again, onto. Một cái xe tải, a truck. Again, a truck. Và cả câu của chúng ta là boxes are being loaded onto a truck. Đây là đáp án sai. Nhưng mà các bạn hãy ghi nhớ vì biết đâu nó lại là đáp án đúng của một đề khác. Say it again. Boxes are being loaded onto a truck. Very good. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. A clock has been left on the ground. B. Some cabinets are being painted. C. Several brooms have been placed next to a plastic bin. D. Boxes are being loaded onto a truck. Vừa rồi khi nghe lại cả bốn đáp án, các bạn có thấy mình đã nghe dễ dàng hơn rất nhiều đúng không ạ? Lý do giúp các bạn nghe dễ hơn là bởi vì mình đã được phân tích, học từ vựng và ngữ pháp rồi. Và để hỗ trợ các bạn học tốt hơn, mình đã gắn ở bên dưới toàn bộ tài liệu kèm theo bài giảng này. Và đừng quên là hãy theo dõi tiếp tục các bài phân tích để tiếp tục củng cố khả năng làm đề thi nhé. Bởi vì đề thi còn nhiều phần tiếp theo, đồng thời với mỗi phần các bạn cần phải luyện thật kỹ để mình có thể làm được điểm tối đa thì mới có thể đạt được 900 điểm TOEIC. Và khi xem chương trình này thấy hay và hiệu quả thì hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như ấn vào nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng tiếp theo. Goodbye, see you next time.